khách là 15 bao, một khách là 35 bao và một khách là 160 bao. Là tổng là đóng là 15 bao, 35 bao là 50, 50 về 160, 201. Chiều báo về nhá. Đóng với 201. 201. Hello cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới an lành hạnh phúc ha. Buổi chiều hôm nay thì hai thầy trò bắt đầu là đóng hàng những cái đơn hàng đầu tiên gửi cho khách yêu. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng mình và ủng hộ cái sản phẩm sơ dưa mun dưa của gia đình nhà mình nha. Chúc toàn thể quý khách hàng, quý vị khán giả luôn luôn được bình an hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đóng hàng. Ngày hôm nay thì hai thầy trò sẽ đóng 201 bao sơ dưa để giao cho khách, cho ba khách, một khách ở Đắk Lắk, một khách ở Bình Phước và một khách ở tại Tân Uyên này. Vô gì nữa, dễ ăn lúa nữa còn nữa. Mai một mua máy về máy luôn. Hơi vậy đó, cột cải tháo cho thêm tí nữa cột cho lùng lên kia. Ai ra chuyện nó bự rồi. Hả? Con đứng sang bên này, này để đứng trước ống kính có chỉ có chịu đó. Nửa đông lắm. Bỏ quá. Hay. Cột. To lắm. Báo này mà bán là chết luôn. Báo to tiền to. Cột về có chắc không? Bao dù. Bao dù hả? Ừ. Úi dồi ôi. Báo to lắm. Báo này mà đã to nè hả? Cái báo chì ở kia mới vừa nè.
thử lấy cái bao bao quái xanh, bao dứa xanh á, coi thử nó có nhỏ hơn không. Cái bao này, hôm nay bao 50, bởi vì cái bao ông bà cô chú anh chị chiều nay sẽ mới về 10 ngàn, thành ra là giờ khách họ gọi điện quá kêu đóng để cho họ trồng cây á, mà cái sáng giờ thì trời mưa quá trời luôn, đánh thủ đóng rồi. Bao nó bự quá, rồi lấy cái bao đó, bao đó ăn không? Bao này đủ chú hả? Bao này vừa rồi. Bữa kế nó nhìn khách hàng nó tiếp hả? Nói gì giữ trời vậy đấy, bữa mà bữa đây nặng rồi, con lát mưa nữa không đấy, mới lấy chiều thôi, đừng mưa ba mươi nặng chiều đó. Trong cô ấy không? Cô lòng báo hả? Hả? Bao to lắm ông bà ơi. Chạy vô đây. Cái đứng bốc đứng trong đó. Anh chạy thử xem. Có 1, 2, 3, 5, mới có 6 bao. Hết trời nhem thôi. Quá nặng quá. Máy không có khả năng luôn đấy. Máy. Cô phải cài đâu đi. Cái gì đấy cô? Cô về nào. Cô về.
22 xẻng đây luôn, 22 xẻng đây luôn. Ủa, to quá. Mười một bao hả? Ông mình lương cho ông ba cô chú anh chị xem này, sàng này, sàng này này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, hả? Bảy. Ai biết? Bảy cái đó, ai đó, ai đó, có ai à? Quỳnh, Quỳnh hả? Quỳnh đi học về à. Bảy đấy đúng không? Tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này,
20 này. Được chưa? 20 này, thế mở ra mắt đi. 21 nè. Báo nào mà báo này ơi. 22. Thêm cái nó đi. 22 đó. 22 xẻng đây luôn. Người ta đóng ngoài biết không là báo 50, 80. Nó chưa rồng là 50 mà chưa ấy, cái này tới 75 bịt mốt. Mới hai đúng không? Cướp đóng được 201 báo cũng lâu rồi hay. Nhưng mà chiều báo kia về nó nhỏ báo. Báo kia là báo 50, 80, 85. Đấy mấy cái báo này đóng cho khách quen, khách mối. Bây giờ mình sẽ đóng cái báo này. Tức là ngoài thị trường á, ngoài thị trường họ sẽ bán cái báo này. Đó. Bây giờ thế này mình đóng cái báo này là 22 xẻng. Bây giờ mình thử lương cái báo này coi bao nhiêu xẻng nhé. Để ông mà cô chú anh chị biết nhé. Mình thử lương cái này coi từ bao nhiêu xẻng là mình tính được. Cũng xẻng đây luôn nha. Xẻng này xẻng là 1 bán ăn được. Đấy nó ra rồi. Bà con chủ thấy chưa? Cái báo này có 12 viên à? 12 xẻng, cái báo này tới 22 xẻng. Tức là cái báo này gần gấp đôi cái này. Mà cho một tí nó đi máy miệng, cho tí nó máy miệng, cho tí máy. Cho tí nó máy miệng đó. Cái báo đó là báo người ta máy miệng á. Cái dây đó có ấy quá không đứt ạ. Đứt trừ lương ạ. Cái dây ấy quá. Đó, của người ta là người ta máy vậy đó. Máy giữa, người ta quẩn một cái, người ta máy lòng có hai nuột rồi vào trong lên. Người ta quẩn hai bên. Đó. Chắc mẹ đứt dây vậy. Đứt dây đó hả? À, đứt dây không? Đứt dây. Cái dây vô lấy dây cái dây này cột đi, cột lại hai cái dây khác. Vô lên lấy thêm mấy dây nào. Em vẫn đang cột thêm mấy dây nào. Đó, cái báo của người ta đóng vậy đó. Mà người ta không được đóng cắn vậy đâu. Bao quăng chỉ buộc bao quăng tại dây nó mỏng như bao ta còn một bao nữa thấy không. Ừ. Đóng chừng này ấy đi rồi cái hàng mà hàng hai cái khách kia thì lại đóng báo chiêu về đóng báo chiêu về chiều nay báo nó mới về bởi vì gần đấy mình tránh thủ đóng mình nốt đường chạy đi lấy đồ mình bỏ xe đi luôn trên đường đi lấy đồ. Khách này khách dân, còn khách xa thì đóng đấy mà ai xe nó tới nó lấy. Đóng thêm một báo này nè đi. Con còn vào bố nè. Ừ. Đóng đi cho này. Con mình nhỏ đi khách. Báo này bán theo dựa theo báo nhỏ này. Nước chạy chết luôn hả? Ông hôm qua là anh em ở đồng làng nó này một cái nè tương lai mình đưa sang đây người ta có giá đó người ta tính đúng không, người ta chuyến người ta được.
cái đồ đấy cho nó nín xuống á. Đi lên thế này cho nó nín xuống á. Cái nhà lá vườn. Rồi. Rồi. Thêm tí nữa này. Rồi, 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 rồi. Có đây này. Cái nhà lá vườn. Chú ra để xe vô nha. Rồi ông bà cô chú anh chị ạ, bây giờ thì mình bắt đầu là đi giao cho những cái khách hàng đầu tiên. Tuy là nó ít nhưng mà khách họ mở hàng rất chỉ là ok, rất chỉ là vui vẻ, thành ra mình cũng rất chỉ là cảm ơn. Đơn hàng đầu tiên nó tuy là nhỏ nhưng mà nó đầy hy vọng. Video của mình đến đấy có lẽ mình cũng xin dừng lại và xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị những cái video tiếp theo của Minh Nguyễn Vlog ha. Thôi, xin chào.